Rồi quý vị ơi, tiếp theo là một cây thần kỳ 2389, một cây thần kỳ 250k bao ship toàn quốc. Cây này nó có chiều cao nó khoảng 8 tấc nha quý vị, 7 tấc rưỡi đến 8 tấc nha. Tàn chà bá lửa, ông nào mua thì tôi phải lấy là cái thùng á, cái nắp của cái thùng gỗ trái cây á, tôi quấn lại tôi bó luôn nha, bó như cây đuốc vậy nha, nhưng mà vẫn chừa cái lỗ thoát cho nó an toàn cho quý vị nha, chứ là không có cái thùng nào đóng cái cây này được hết trơn nha quý vị, tại vì nó cao lắm nha, nó cao 4 gang tay, 8 tấc ngoài rồi, vậy là 8 tấc ngoài rồi đó, cao giả mang không, nó ra bông nè, bông rất là nhiều luôn nha, cả mấy trăm cái bông luôn nha, nhưng mà chưa có trái, tại vì cái cây này nó nằm cái chậu nhỏ quá, nó không đủ sức quý vị ơi, nó ra bông dữ lắm luôn, lên khên hết trơn luôn á, nhưng mà nó không có đủ sức nè, nó ra bông nè, nhóc hết trơn luôn á nha, nằm trong cái chậu có bị lớn nè, kéo cái ghế qua cái bi, nằm cái chậu này, cái cây này nằm đây cũng 4 đến 5 năm tuổi hết trơn rồi nha quý vị. Còn có một cây duy nhất bán cái này là nghỉ luôn, không có bán thần kỳ nữa nha. Đó, văn nghệ như đó đủ rồi, không có chơi mấy thằng này nữa, giờ bán siêu mini rồi, chứ không bán cái cây trà bá lửa vậy mà coi như lời được 20-30 ngàn thôi, dẹp, không có chơi này nữa nha quý vị. Coi những đây là những cây cúng cùi cuối cùng luôn nha, của cái dòng mà to vậy nè, cao 8 tấc vậy mà 250 bao ship nha. Rồi ông nào có mua được thì alo nha, quen ship code là chuyển khoản nha, rồi xuống đi bây giờ đó.